chuẩn bị đến với trận đấu của Gonzaga đây rồi. Vừa khít luôn. Nó gọi là vừa khít luôn. Vừa khít để chúng ta đến với The Kennel. Chuẩn bị trận đấu của Gonzaga và Utah. Vừa khít khít luôn. Ok. Đây là lineup từ hai đội. Với Gonzaga thì vẫn vậy thôi. Thảo My, Thảo Vy, Maxwell, Ejim và Eliza. Còn bên phía Utah là Ines Vera, Kennedy McQueen, Madison White, Jenna Johnson và Alice Lapilli. Hello hello mọi người nha. Rồi, bây giờ sẽ là tình huống tip off. Trận đấu thứ hai liên tiếp thi đấu tại The Kennel ở March Madness 2024. Và đó là tình huống tip off bóng dành cho Gonzaga. Hello hello mọi người. Mọi người lại làm cái điểm danh quen thuộc nào. Điểm danh số 25 để bước vào trận đấu của Gonzaga và các cầu thủ Utah. Có một tình huống ném thành công. Vừa có một quả ném 2 điểm thành công của Gonzaga, đó là điểm của Ejim. Từ từ nha, đang hơi nhòe. Linh đang hơi nhòe. Chuyền vào trong. Trung phong đội bạn cũng là một cầu thủ rất to. Thảo My. Đội bóng cho Vy. Chuyền ra dành cho Iza ném 3 ngay. Chưa có 3 điểm được ghi. Bóng trở lại với Utah. Một phá rất nhanh nên chuyền ra góc khung độ. Một quả ném 3 điểm ngay. Chưa có 3 điểm được ghi. Rebound dành cho Ejim. It really is. We saw both teams down the stretch on Saturday do a great job of blocking out, and it ended up being a critical part of the game. Nhảy ném trung bình từ Thảo Vy, chưa có điểm được ghi. Cái link này nhanh hơn nhưng mà nó lại hơi bị nhòe. Cái link này nhanh hơn nhưng mà nó hơi nhòe. Cái link nét thì nó lại hơi chậm. Thế mới khó ấy. Pili. Có screen. Được truyền ra. Có khoảng trống ném 3 điểm ngay. Chưa có 3 điểm được ghi dành cho Utah. Tỷ số vẫn đang là 2 đều thôi. Còn lại 19 để tấn công. Đây là một trận đấu của đội Seed 5 và Seed 4. Seed 4 là Gonzaga, còn Seed 5 là Utah. Hứa hẹn sẽ rất căng. Ủi vào trong, xoay sở từ Pili, rất khéo và lấy 2 điểm thành công. Trung phong rất to. Và sẽ là một ngày khó khăn và vất vả của Ejim. Thảo My, quả ném 3 ngay của Thảo My. Chứ có điểm được ghi. Một pháo ở phía trong, đừng chuyền ra ngoài. Có khoảng trống ném 3 điểm ngay và 3 điểm tính dành cho cú ra tay của Pili. Góc chính diện. 7-2. Tỷ số là 7-2 dành cho các cầu thủ Utah. Khởi đầu rất tốt. Field goal đang là 3-5. Đang là Thảo My. Thảo My cầm bóng vào trong. Một tiếng lay up ghi 2 điểm tốt từ Thảo My. Điểm số đầu tiên của My trong trận đấu này. 4-7. These teams, just in watching them practice and prepare, they're so similar. Both have post players that can play outside and inside. Loka nha. Chào mọi người. Một pháo của bom vào trong thủ tốt đến từ vị trí của Ejim. Bóng lên. Đó là một tình huống tự hủy đến từ đội bạn. Hôm nay áo của Utah hơi khó nhìn số. Đang không biết ai với ai luôn. Eliza. Vẫn đang là Vy. Vẫn là một sự cổ động rất nhiệt tình tới từ các khán giả của The Kennel. Thảo My behind the back. Vẫn đang đột phá tìm khoảng trống. Ejim rất hay. Tận dụng thành công của một bảng rổ và lấy 2 điểm thành công của Ejim. 7-6. Áp sát rất tốt từ Ejim. Chưa cướp được bóng. Đột phá vào trong, xoay sở hay, đường chuyền ra ngoài, Pili lại là một quả ném 3. Lần này thì có một quả 3 điểm rất may mắn dành cho Pili.
16, Alisa Pili 10 điểm, free goal là 2 trên 2 ở ngoài vạch 3 rồi. Rất may mắn. Thảo Vy chuyển lại cho Eliza. Eliza ném 3. 3 điểm đáp trả từ Eliza. Quả ném 3 điểm thành công đầu tiên đến từ Gonzaga. 9-10. Khởi đầu trận đấu đang là một màn đuổi điểm rất căng rồi. Để chuyển ra một quả ném 3 điểm nữa, không thành công. Rebound lần này dành cho Thảo My. Sau đó thì My đã để mất bóng rồi. Eliza lui về. Đó là một tình huống có lỗi từ Eliza. Tình huống hơi bất cẩn đến từ Thảo My trong tình huống để mất bóng vừa rồi. Cầu thủ đã có tình huống cướp bóng, đó là Lani White. Chính xác hơn là Ines Vera. À không, như vậy là lỗi chạy bước chứ, nhầm. Như vậy là lỗi chạy bước đến từ Vera. Tôi nhầm. Bóng trở lại với Gonzaga. Thảo Vy tiếp tục là My đột phá vào trong, đang tìm khoảng trống bị phạm lỗi và sẽ là hai quả ném phạt dành cho Thảo My. Một tình huống chủ động contact rất tốt đến từ My. Lisa Fortier, 10th year semi-finalist for Naismith coach of the year. Six-time WCC coach of the year in all those 20 win seasons. My goodness. You know, technically they're still a mid-major, but nobody around the country anymore that has to. Một pha thành công đến từ Thảo My. 10 đều. Both men's and women's side. McQueen with that foul, by the way. Hai phạt chính xác của My. 11-10. Gonzaga vượt lên khoảng cách là 1 điểm thôi. Trận đấu đang diễn ra một cái nhịp độ rất cao. Nasia Young, cầu thủ số 34 vừa vào sân. Deja Young checking in for Utah. 11-10 Gonzaga with the lead. Here's năm nay là một năm mà Gonzaga được xếp hình như là seed cao nhất trong lịch sử thì phải. Vieira. 2 giây, 1 giây và shot clock violation. Một tiếng phòng ngự rất tốt từ Gonzaga. Đó là shot clock violation. Và đây là sự cuồng nhiệt tại The Kettle. Không khí tuyệt vời, nó không thua kém bất cứ trận đấu NBA nào cả. Rất căng thẳng. Cái bầu không khí này nó không thua kém bất cứ một trận NBA. Đây là hội cổ động viên của Utah cũng đang có mặt ở The Kettle để tiếp lửa cho đội bóng áo đen ngày hôm nay. She's done all their scoring. She's got all 10 points. And if you go back to the end of the game the other night, she made 5 of her last. Hôm nay đội bên phía Utah mặc quả áo khó nhìn số ấy. Chả nhìn số áo đâu ạ. Này nhanh, không linh này thì nhanh rồi. Linh này nhanh rồi nhưng mà nó hơi không được nét lắm thôi. Linh YouTube thì mình tìm cả rồi. Như vậy là Alyssa Pili đang tạm thời ra nghỉ rồi. 2140 điểm career, 19 on time tại Pac 12. Rồi, chúng ta quay lại với hiệp đấu thứ nhất. Thời gian còn 4 phút 40 giây. Thảo My. Một chuyền ra dành cho Eliza. Angelito. Hai bên đã vào sân, có một tiếng dựng screen. Thảo My đang cầm bóng, còn 10 giây tấn công. Trọng tài vừa thổi lỗi của Gonzaga. Một lỗi tấn công nào đó. Hollingsworth whistled for that foul, her first team's first. A chance for Utah to grab the lead. Wilkie backs it up. Quả ném 3 điểm ngay, không thành công. Into the hands of Kaylee Tronc, she wants to push. Phòng ngự khá rát đến từ Utah.
Maxwell Ejim ready to check back in for Gonzaga. Peely returns to the floor. Bậc nhất và đang rất căng. Bà 35 nghe nói triển vọng WNBA, thấy bảo là nằm trong top 10 hay sao ấy. Nằm trong top 10 draft. Maxwell. Vẫn đang là Thảo My. Good baseline help defense by Peely. Ezolito. Tình huống đã có kick ball. Đã có tình huống kick ball. You're going to watch Utah sag off of Esther Little. Mike, not much of a scorer, plays the great defense and rebounds. And that's one of the things you're trying to, you know, find a, when you have a player like that in the game, you got to play Ezolito. Make them a threat. Chuyền ra. Có khoảng trống, sidestep, ném 3. Có 3 điểm tính với cú ra tay vừa rồi của Thảo My. Rất chính xác. 14-10. Run 8-0 từ Gonzaga. Layup có 2 điểm tính dành cho các thủ Utah. Thank you Châu Phạm, cứ để đấy nha, mình đang dùng tạm link này đã. Tí nữa mà tham ao thì dùng thử kia sau. Maxwell ném trung bình không thành công từ Ejim. Còn ném 3 ngày. Có 3 điểm tính dành cho cầu thủ Utah. Đó là cú ném của McQueen. 15-14, Utah vượt lên rồi. Tiếp tục là Thảo My. Hyman. Hyman đột phá vào trong. Bóng vẫn đang trong tay của Ejim. Vẫn là Hyman. Đột phá layup chưa được. Đường truyền ra cho Ezolito. 7 giây. Maxwell. Ejim. Ejim ném 3. Không thành công. Đang rất căng. Đội bạn đẹp cũ cực kỳ rát. Thảo My đã phải sẵn sàng trở lại sân rồi. Đường truyền vào trong dành cho Peely. Bị block. Chính xác là lỗi từ Ezolito. Đã có lỗi từ Ezolito. Well, we talked at the top about modern basketball analytics, which says you get layups or points in the paint and threes. From the other night, just look at this for Utah. They scored 68 points. They had 36 in the paint, 24 at the three-point line. Hai phạt dành cho Issa Peely. Only two from the mid-range. And pretty close on the other side too. A little more mid-range. Gonzaga's a little bit more content with their 12 at the mid-range, but they also scored more points. They are going to shoot threes. Một pha thành công của Peely. That last foul, by the way, Peely chắc chắn là cái tên được đánh giá cao nhất bên đội hình của Utah rồi. Ném hai phạt chính xác. 17-14, khoảng cách là 3 điểm dành cho Utah. Run lại 7-0 đến từ Utah luôn. Thảo My. Hai bên. Đưa bóng cho Maxwell. Maxwell ném 3. Không thành công. Hôm nay Maxwell cũng sẽ gặp lại đội bóng cũ của mình. Asa Peely. Đường truyền ra góc 45. Quả ném 3 điểm không thành công. Rebound dành cho Ejim. Thảo My. Đột phá từ Vi. Contact. Không có lỗi. Và cũng không có điểm dành cho Vi trong tình huống vừa rồi. She thinks twice before bringing it up herself. Hiệp 1 còn 1 phút 18 giây. What a start by Peely. Utah này cùng họ hàng với Utah Jazz không? Chắc là có, chắc là ở cũng ở Salt Lake luôn. Nhưng ném 3 ngày. Một pha dựng screen quá chắc và gần như là không thể thoát được screen tiếng vừa rồi. Và quả ném 3 là của Deisa Young. 20-14, có cách là 6 điểm rồi. Tiếng screen quá chặt luôn, gần như là không thể thoát nổi. Maxwell. Thảo My. Utah đang đẹp rất rát. Còn 8 giây. Đưa lại cho Thảo My. Thảo My deep 3. 3 điểm tính với cú ném 3 từ logo của Thảo My. Một cú ném 3 cực kỳ quan trọng của Vy. Một cú ném từ logo.
17-20. Man, you broke it down, and on cue, another triple. And now we have the zone by Gonzaga. 18 giây. Early in the game the other night to change the flow of the game against UC Irvine. 10 giây. Cần phải phòng ngự tấn công tình huống này. Anissa Pili được truyền ra ngoài. Đột phá vào trong. Lại là khoảng trống ném 3. 3 điểm tính dành cho cao thủ Utah ngay trước khi khép lại hiệp 1. Utah họ ném 3 quá tốt. 23-17 là khoảng cách 6 điểm được tạo ra trước khi mà hiệp 1 này khép lại. Cú ném quá lạnh lùng ở khoảng thời gian cuối hiệp 1 của các cầu thủ Utah. Buzzer beater luôn. 23-17, khoảng cách là 6 điểm. NCAA Women's Championship, part of the Regional 4 in Portland Pod. Top 25 matchup right now. The Utes leading Gonzaga going into the second quarter. Some hot three-point shooting, Mike. Well, they got four different players that have already made threes. They have five that shoot over 35%. And their spacing allows them to get this. They've knocked them down. They're 5-for-10 from the three-point line already. At that rate, we're going to see 43s tonight. Mike's doing the math because I can't. But I hear you, buddy. Just as you predicted. And Peely with those 12 points in the first quarter alone, including a couple of those triples. Rồi, chúng ta quay lại với hiệp đấu thứ hai, trận đấu giữa Gonzaga và các cầu thủ Utah, UTES. Khoảng cách đang là 6 điểm được tạo ra dành cho đội bóng đen. Trong một thời điểm hiệp 1 mà họ ném tới 5 quả 3 thành công, tiếp tục là một quả 3 khác không thành công rồi. Có rebound dành cho Thảo My. Đưa lại cho Thảo Vy. Tiếp tục là Thảo Vy được truyền cho E-Gym. Tận dụng thành công ở tình huống bảng rổ của E-Gym. Tiếp tục là một tình huống kiến tạo tốt tới từ Thảo Vy. 19-23. Lani White. Được truyền vào trong cho Pili và N1. N1 đến cho Anissa Pili quá to. Ejim gambled a little bit on this one, trying to get around the front and steal the pass. When you do that, it's too late. Thì ông mà Thảo My đã không thể phòng ngự thành công khi mà đối phương quá to. Hai điểm và một quả phạt nữa dành cho Anissa Pili. Ném phạt thành công và 3-point play. Khoảng cách lại nới thành con số 5 rồi. À không nhầm, 6. 25-19. Trần dẫm vạch và đó là bóng lên dành cho Utah. Thì cũng để mất bóng của Thảo Vy. Như vậy khoảng cách đang là 7 điểm, 26-19. Anissa Pili đang có một trận đấu quá tốt vào thời điểm này. Hình như là 11 điểm rồi. Thảo Vy. Maxwell. Maxwell thì gần như đang không có khoảng trống. Ném trung bình từ Maxwell. Có 2 điểm đầu tiên được ghi dành cho Maxwell. Thoát được người kèm của Utah cực kỳ là khó khăn. Anissa thì vẫn đang chỉ đạo rất nhiệt tình ngoài đường pitch, ngoài dàn bench. Đột phá vào và lại là lỗi, nhưng lần này là lỗi tấn công. Offensive foul. Lỗi tấn công. Một tình huống thách shot tốt đến từ Thảo Vy. Người đã phạm lỗi tấn công đó là Ines Vera. Khoảng cách đang là 5 điểm thôi. Thảo My. Đưa bóng lại cho Maxwell. Theo kèm như hình với bóng với Maxwell luôn. Vẫn đang là My. Eliza. Được truyền cho Thảo Vy, cắt đến shoot 3. 3 điểm tính với tình huống cắt đến shoot 3 cực kỳ mượt mà đến từ Thảo Vy. Góc 45 độ và quả ném 3 thành công thứ hai. 24-26. Khoảng cách còn 2 điểm thôi. Hiệu suất 3 của Gonzaga đang là 48, cũng là 50%.
Tinh thần của Gonzaga cũng đang lên sau quả ném 3 vừa rồi. Đọc kèm rất rác từ Mì, vẫn là Vieira. Được truyền ra ngoài, một quả ném 3 điểm không thành công, rebound dành cho Ejim. Bóng đưa lại vào tay của Mì. Maxwell, Thảo Mì, Eliza cầm bóng, Ejim ở ngoài, đưa lại cho Mì. Mì pull up ném trung bình, không có điểm được ghi. Trọng tài xác định là bóng lên dành cho cao thủ Utah. So if you're going to try to help on Yvonne Ejim down in the low block, here she goes. The guard on the weak side is trying to come and help. Đây là một tình huống mà Thảo Vy đã rất nhanh tay cắt Esotri, tận dụng khoảng trống. Are able to knock down that shot. The Trong's parents in attendance. Dad so influential in helping these kids turn into the basketball players they are now growing up in Houston. Phòng ngự rất rát từ Maxwell và trọng tài xác định sẽ là bóng luân phiên. Gonzaga bổ. Bóng trở lại với Gonzaga với một tình huống phòng ngự cực kỳ rát và cực kỳ hustle đến từ Maxwell. Both teams, I think, have gotten a good look at what they want to try to get. It's now can you execute when there's 7 phút là thời gian còn lại của hiệp đấu này. 26-24. Eliza. Thảo Mi cầm bóng, đường truyền vào trong, đã bị bắt bài và cướp bóng thành công từ Utah. Hôm nay thì gia đình của Thảo Mi, Thảo Vi cũng đang có mặt trên khán đài để cổ vũ và theo dõi trận đấu này. Quả ném 3 điểm không thành công, có rebound của Ejim. Maxwell. Vẫn đang gần như là không có khoảng trống dành cho Maxwell. Có khoảng trống cho Thảo Mi. Thảo Mi ném 3 điểm thành công. Tiếp tục là góc 45 độ và lần này là Mi. 27-26 và timeout đến từ Utah. Cuống cuồng timeout với cú run 8-0 của Gonzaga. Lợi thế điểm trở lại với đội bóng chủ nhà sau 2 quả 3 của Thảo Mi. At the kennel of Gonzaga with the lead over Utah, but just by one. All right, Wednesday night's ESPN NBA double dip. Clippers, Sixers. Bạn Châu Phạm gửi link đấy là link mình đang dùng mà, nên là không cần bạn gửi lại đâu. Vừa nãy thử rồi. Link đấy là link đang dùng. Nó chậm hơn 10 giây bởi vì mình stream lên, đương nhiên là chậm hơn rồi. Mình stream lên để mọi người xem thì chắc chắn là nó sẽ chậm hơn, nên là nó không thể nhanh bằng YouTube đâu. Đây là do hai lần truyền lên thì đương nhiên nó sẽ chậm hơn rồi, thế là điều chắc chắn. Đây là ba tay ném 3, có lẽ là có hiệu suất ném cao nhất và tốt nhất của Gonzaga. Rồi quay lại với hiệp đấu thứ hai, thời gian còn 6 phút, khoảng cách đêm là một điểm dành cho Gonzaga. Đáp trả từ một quả 3 điểm cũng thành công từ Utah. Utah cũng rất ghê. Đột phá vào trong, một mình một rổ rồi. Lay up có 2 điểm rất dễ dàng cho Thảo Mi. 29 đều. Có screen. Đưa bóng dành cho Dai Sajang. Quả ném 3 điểm không thành công. Rebound tốt từ Ezra Little. Đưa bóng vào tay của Thảo Mi. 25 left to go in the second. Here's Hollingsworth. Eliza. She'll find it in Maxwell. Maxwell. High pick is there. Tiếp tục là Maxwell đường truyền ra. Ivins. Đưa cho Mi. Trong. Ivins. Eliza ném 3. Có 3 điểm tính góc chính diện dành cho Eliza. Eliza cũng là một tay ném 3 không thể xem thường của Gonzaga được. Những quả 3 cũng rất quan trọng. 8 điểm ném 3 là 2 trên 3 rồi. 32-29. Bầu không khí đang là quá tuyệt vời ở The Kennel. Đường truyền ra ngoài, có khoảng trống, step back, ném 3 điểm không thành công và rebound dành cho Thảo Mi. Thời gian của hiệp 2 còn 4 phút 37 giây. Vẫn đang là Mi.
Được truyền cho Eliza. Maxwell cắt lên sút deep three. 3 điểm từ Maxwell. Một khoảng trống nhỏ thôi và Maxwell tận dụng thành công. 35-29. Khoảng cách bây giờ là 6 điểm. 3 point contest rồi. Có lỗi từ Mỹ. Hai đội chuyển qua thi đấu 3 point contest rồi. Những quả ném 3 liên tục vã vào rổ nhau. Utah là 6-17, còn Gonzaga là 7-11. And now for tonight's Need to Know, brought to you by Dick's Sporting Goods. The Alyssa Peely story is unbelievable. Check out this multi-sport athlete. Sao đánh ở sân Gonzaga mà lại cho đội nhảy của UTS xuống nhảy là thế nào nhỉ? Kids are specializing maybe a little bit too soon nowadays, and these multi-sport athletes are having such great. Đánh ở sân Gonzaga nhưng mà lại cho đội nhảy của Utah xuống nhảy. NCAA Nam á, cái này mình chưa dám hứa trước nhé, vì chưa có phương án để like. Sweet 16 có like không á? Có like Gonzaga, còn những trận khác thì mình hên xui. Oh yeah. Specialized Mike, he said every single one of these sports is going to make you better in your first love. Very true. So in the living room there's a basket at the Peely household, nothing that can be broken, you know, there's no vases, there's no tchotchkes, there's no. Thứ tư. À quên nhầm, phút thứ tư của đầu thứ hai. Peely ném trung bình không thành công, rebound dành cho Gonzaga. Bóng của Maxwell. Hơi nhòe. Thảo Vy đã vào sân. Ezim. Hyburn cũng ném 3 điểm. Và 3 điểm tính dành cho Hyburn. Trung phong lùi ra vạch ném 3 và cũng là 3 điểm thành công. Run một cú 19-3 từ Gonzaga rồi. Khoảng cách bây giờ là 9 điểm. Được truyền ra ngoài, thủ rất rát, vẫn còn cơ hội có khoảng trống cho một quả ném 3 điểm. Bóng tráng rổ ra ngoài và trọng tài xác định là bóng lên dành cho Gonzaga. Khoảng cách đang là 9 điểm dành cho đội chủ nhà. Court advantage or home crowd has really gotten louder and louder as this thing's gone the last couple minutes. You're right, Mike. I kind of like having this headset on so I can just hear myself. Field goal 2 điểm của Gonzaga đang là 6-11. Còn ném 3 là 67%. Hiệu suất ném 3 67% từ Gonzaga. Thảo Vy đột phá, lái một vòng ra ngoài. Vẫn đang là Vy nhảy ném trung bình. Hơi thiếu lực. Có rebound không? Không được rồi. Bóng trở lại với Utah. Alyssa Peely đột phá vào trong, lấy 2 điểm không thành công với cú layup airball và rebound dành cho Ezra Little. Bóng đưa lại cho Thảo Vy. Thời gian của hiệp 1 còn 2 phút 40 giây. Maxwell có screen. Tình huống phòng ngự cũng rất rát, nhưng sẽ là bóng biên dành cho các cầu thủ bên phía Gonzaga. Coming up at halftime, Dove in the studio. Như vậy là Eliza trở lại sân. All kinds of things to talk about. Caitlin Clark, yet another record. UConn continues to make history. Both Iowa and UConn advancing today. I mean, you're talking about. I think the graphic. Đường truyền hơi non, nhưng vẫn còn bóng dành cho Gonzaga. 12 giây. 6 giây. Một tình huống hơi mất tập trung của Ezim và bóng trở lại với Utah. Cơ hội tấn công nên cho là bóng đen. Điểm số cuối cùng được ghi của Utah đã cách đây 7 phút rồi. Phòng ngự rất hay. Bóng chạm chân của Isapili và bóng lên. Bóng lên dành cho Gonzaga thì phải. Tiếng phòng ngự rất tốt từ Ezim. Thảo Vy. Eliza.
Úi dồi, nhòe thế. Cứu, cứu, nhòe thế. Eliza. Chết rồi, nhòe quá. Có vẻ là do linh tổng không? Johnson nicked for that foul, her first, team's second. So Mike Peely had 12 points giây. In the first quarter. Right now she's sitting on 15. What's changed? The defensive effort on her. You saw Thảo the double team the last time. Tiếp tục đột phá, pull up, ném trung bình, không thành công rồi. Áp lực phòng ngự trong paint của đội bạn vẫn đang là rất lớn. Hà Nội đang đứng điểm khá lâu. Lỗi tấn công, offensive foul. Offensive foul tới từ các cầu thủ Utah. Bóng trở lại với Gonzaga. Ôi, huấn luyện viên của Utah bắt có vẻ hơi tái. Thảo Vy. Tiếp tục là Vy. E-Gym. E-Gym đột phá vào trong. Tiếng lay up khó, đó là hai điểm dành cho E-Gym. Tiếng tấn công mạnh mẽ từ E-Gym vào paint. Run một cú 21-3 trong 8 phút vừa qua. Và con số này có thể nó sẽ chưa dừng lại khi hiệp 2 còn 1 phút nữa. Trọng tài vừa thổi lỗi của Gonzaga. Tình huống mà E-Gym cũng cho Isapili thấy là cô cũng chỉ là một cái tên thôi. Một tiếng đánh thẳng mặt đến từ E-Gym. Bóng biên dành cho Utah. Áp lực từ The Kettle cũng là vô cùng lớn. 12 giờ bách đối mặt với Ezolito. Đường chuyền vào trong rất hay. E-Gym vẫn có một tiếng với để ngăn cản chạy bóng đến vị trí của Isapili. Tiếp tục bóng biên, còn 8 giây tấn công dành cho các thủ Utah. Vẫn đang là đẹp rất căng. McQueen, Isapili. Đột phá từ Peely. Vẫn có hai điểm. Thực sự thì Isapili vẫn đang rất hay. Thì dùng đép căng như vậy rồi nhưng Peely vẫn ghi được điểm. 17 điểm của Peely. Ghi quá nửa số điểm của Utah luôn. Eliza. Ezolito. Đưa bóng cho E-Gym. Thảo Vy. Thảo Vy đột phá. Đường chuyền ra dành cho Eliza. Còn 7 giây vẫn là Eliza. Lay up khó. Bị phạm lỗi và sẽ là hai phạt dành cho Eliza. Từ từ, có vẻ là quả này sẽ bị hủy điểm này. Quả này có vẻ sẽ bị hủy điểm này khi mà bóng chưa rời tay. Bóng chưa rời tay của Isapili khi mà thời gian đã về không. Quả phạt hai không thành công của Eliza. Có hủy điểm không? Vẫn đang là 41-31. 8 giây. Đột phá vào trong lấy 2 điểm thành công. 33-41, khoảng cách còn 8. Không có 3 giờ buzzer. Và khép lại hiệp 2. Khoảng cách đang là 8 điểm nên cho Gonzaga, như vậy là không có trừ gì cả, vẫn điểm như vậy thôi. 41-33. Không sao, vẫn là một khoảng cách rất tốt từ Gonzaga tạo ra. Khoảng cách đang là con số 8 trước khi bước vào quý 3. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi nghe nhạc một tí trước khi quay lại những diễn biến tiếp theo của quý 3 và quý 4. Utah ở hiệp 3.
Đây là sơ lược qua cái ấy này. Stanford vào vòng trong gặp NC State. Iowa State đã thua Stanford. Và nếu như người thắng trong cặp đấu giữa Gonzaga và Utah sẽ gặp Texas ở vòng tiếp theo. Rồi, chúng ta quay lại với hiệp đấu tiếp theo. Vậy tỷ số đang là 41-31. Khoảng cách là 10 điểm cho Gonzaga trước khi bước vào hiệp 3. Đây là những highlight từ Alyssa Pili, người đang thi đấu ấn tượng nhất bên phía đội hình của Utah Utes, ghi đến quá nửa số điểm của đội bóng luôn. Đội ghi được 31 điểm thì cô ghi được 15 điểm, quá nửa số điểm. Còn đây là những cú ném 3 đem tới lợi thế dẫn điểm dành cho các thủ Gonzaga. Những cú ném quá tốt với hiệu suất ném 3 lên đến gần 70%. Hiệu suất ném 3 66,7%. Hy vọng là hiệp 3 này vẫn tiếp tục giữ được cái nhịp độ chơi và cái cự tay ném như vậy. Để mình đổi lại cái này đã. Well, we talked about points in the paint and threes at the start of the game, and it's been exactly that. There have been 51 field goal attempts between the two teams, and 30 of them are threes. And the other points all. Điểm trong paint thì Utah đang nhiều hơn. Điểm từ vài vạch ba thì rõ ràng là Gonzaga đang nhiều hơn. Free throw bằng nhau, mid range Gonzaga cũng nhiều hơn. Có lẽ chúng ta sẽ cần phải nghĩ đến một phương án phong tỏa được Asa Pili. Nếu phong tỏa được thì sẽ là một cơ hội thắng lợi nó rõ ràng hơn dành cho Gonzaga. Rồi, như vậy là chúng ta sẽ quay trở lại với hiệp thi đấu thứ 3, trận đấu giữa Gonzaga và Utah. Gợp bóng hay từ E-Dream, tốc độ rất nhanh, một mình tiến vào rổ và hai điểm được tính dành cho E-Dream. Một steal và hai điểm được lên ngay đầu quý 3. 43-31, mọi người điểm danh lại số 25 nào. Điểm danh lại giúp mình số 25 để chúng ta tiếp tục đồng hành với Gonzaga ở hiệp đấu thứ 3 này. Có rebound dành cho Alyssa Pili và có tiếng phạm lỗi của Gonzaga rồi. Quá khỏe, một mình với vòng vây của cầu thủ áo trắng nhưng Pili vẫn rebound được. Nobody in foul trouble at the moment. Kaylee Tron does have two, but that's about it. Chuyển ra ngoài, đội bạn đa phần là set up ném ba nhiều mà thôi. Đột phá vào trong, lại kích ra, có khoảng trống ném ba điểm không thành công, rebound cho Thảo My. Gần như nếu như không phải là Alyssa Pili thì sẽ không một ai có thể dám đột vào paint của Gonzaga ngày hôm nay cả. Bằng chứng là tất cả điểm trong paint của các cầu thủ Utah đều được ghi bởi Alyssa Pili. Eliza đưa cho E-Dream. Thảo Vy step back 3, 3 điểm của Thảo Vy. Một tiếng step back quá mượt của Thảo Vy. Tình huống ném 3 điểm thành công thứ 3. Và khoảng cách bây giờ là 15 điểm. Thảo Vy 9 điểm. Field goal 3 là 100%. Cú step back quá mượt. Đội bạn gần như là không có phương án đột vào bên, liên tục phải kích ra ngoài để ném 3. Và ném 3 thì không thành công. Rebound cho Thảo My. Bóng trở lại với E-Dream. Tiếp tục là Vy cầm bóng lên. Đường truyền dành cho E-Dream. Thảo My chậm lại nào. Đường truyền cho E-Dream ở trong bên bị block. Không sao, Maxwell có bóng. Đường truyền ra ngoài cho Eliza. Đưa lại cho Thảo Vy còn 10 giây. Có hỗ trợ. Tiếp tục là Vy. Đường truyền ra. Đây là còn 4 giây thôi. Thảo My cần nhanh hơn. Buộc phải ném rồi. Cú đi 3. Đi 3 có điểm của Thảo Vy. Thảo Vy from way downtown. Lần thứ 2 ném từ logo của Thảo Vy và thành công. Run 8-0 rồi. Nhưng Maxwell để mất bóng. Không sao. Khoảng cách bây giờ đang là 18 điểm.
49-31. Khoảng cách 18 điểm rồi. Tinh thần đang là thứ mà Gonzaga đang lên quá cao. Và giờ Keno đang là thứ tiếp sức cho phòng ngự tốt. Alessapilli không thể lên điểm. Bóng trở lại với Gonzaga. Thảo Mì, Ejim, Ejim pull up, không phải, một cú fake và điểm, and one dành cho Eliza. Quá cháy. Một cú pump fake, sau đó là được truyền vào bên dành cho Eliza. Và đó là cú lấy về and one của số 12 bên phía Gonzaga. Quá hay. Khoảng cách bây giờ là 2 chữ số và là đầu 2 rồi. 20 điểm cách biệt. Quả phạt thành công và là điểm số thứ 52 của Gonzaga. Mọi người xem thì đừng để ý box score nha. Khoảng 3 điểm đáp trả đến từ Alessapilli vẫn rất ghê. Mọi người xem thì đừng để ý box score, bởi vì box score chắc chắn sẽ nhanh hơn. Box score chắc chắn nhanh hơn, nên là mọi người cố gắng không cần xem box score đâu. Quả ném 3 từ Thảo My. Và thêm 3 điểm nữa dành cho Trương Thảo My. Góc 45 độ gần như là ném không trượt từ ngoài vòng bán nguyệt tới từ Gonzaga. Hiệu suất ném 3 bây giờ chắc phải 80% rồi. Hiệu suất ném 3 75%. 75% hiệu suất ném 3 điểm từ Gonzaga. 55-36, khoảng cách vẫn đang là 19 điểm. Eliza. Hôm nay Maxwell không ném được thì vẫn còn đó Thảo My, Thảo Vy và Eliza. Có lỗi. We got a foul here on Young trying to chase Maxwell around the screen. Maxwell và Ejim tạm thời ra nghỉ với một chuỗi đoạn điểm cực kỳ ấn tượng đầu hiệp 3 này. Ejim's getting a well-deserved rest because she has been sprinting both directions the entire quarter. Gonzaga has made 9 straight. Tiếp tục là Vy đột vào trong, lại là lỗi rồi. Lỗi đồng đội thứ hai liên tiếp tới từ các thủ Utah. Hôm nay là hiệu suất ném 3 75% và đến lúc này là 11 quả ném 3 thành công. 11-15. Thảo My 3/4. Thảo Vy 4/4. Thảo My pull up, bánh trung bình, bánh shot, chưa có điểm rồi. Bóng trở lại với Utah. Vẫn cần phải phòng ngự thật chắc. Turnover không? Không phải. Đó là bóng chạm tay của Gonzaga. Ezelito là người thủ tốt. Hybin vào sân. Một quả ném 3. 3 điểm không được ghi rồi. Nhưng có offensive rebound. Ezelito đột phá rất nhanh. Đưa bóng ra góc 45 độ, bị theo kèm bởi Thảo My. Còn 11 giây. Phòng ngự rất hay và một tình huống bay người cản bóng của Thảo My. Chính xác hơn là Thảo Vy. Quá hát sổ. Có lỗi rồi. Hình như đó là lỗi của Gonzaga. Hơi đáng tiếc. Một tình huống bay người cản bóng cực kỳ hát sổ đến từ Thảo Vy. But Kaelin Tron comes from the weak side, knocks the ball out and keeps it in play. 5 phút 20 giây. Được chuyền vào trong và có 2 điểm được ghi dành cho Alessapilli. Những điểm số vẫn đang được ghi bởi Alessapilli. Chúng ta đang đánh với Alessapilli chứ không phải là đánh với Utah. Thảo My đưa cho Hyman. Đây là Vy. Tiếp tục là Thảo Vy. Thảo Vy đột phá vào trong, pull up lấy 2 điểm không thành công của Vy. Hỗ trợ và cực kỳ hustle từ Ezelito. Úi dồi, vô bóng rồi. Và trọng tài xác định sẽ là bóng xuống. Trọng tài xác định là bóng xuống và Gonzaga bổ. Bóng xuống. Time out từ Gonzaga. Cách đang là 17 điểm. Sao quả nhìn nước hồ ấy, nước biển ấy, nước gì mà nhìn kinh ấy. Nhìn đẹp ấy, nhìn như kiểu đập thủy điện Hòa Bình.
Let's check out how they are fueling the run, these Zags, brought to you by Wendy's. Well, it starts with just a defensive play to start the half, and Ejim sprints the floor. Now you got the Trong sisters involved. And a high-low. And another three. Vãi cả Mi có nguy cơ double. And they've got Utah on their heels with those threes. Mi này có 7 rebound rồi. 3 rebound nữa là có double. Nguy cơ có double. You don't even know sometimes who's gonna have it, but they are combined 7 of 8. Hiệu suất ném 42% cả mùa giải. Trung bình 40% cả mùa giải của cả hai chị em. Và đây là gia đình của Mivi cũng đang có mặt tại The Kennel. Ejim xoay sở từ Ejim, bank shot chưa có điểm. Bóng trở lại với Utah. Vẫn cần phải cẩn thận nha. Hiệp 3 vẫn còn thời gian và còn cả hiệp 4 nữa cơ. Arisa Pili đột vào trong. Một tiếng thủ tốt từ Ejim nhưng vẫn mất rebound. Suýt nữa có N1. Hai phạt rồi. Thực sự là Arisa Pili đột vào paint vẫn làm cái gì đó tương đối là khó dành cho Gonzaga. Thủ được 1-2 tình huống nhưng sau đó thì cũng chưa có một phương án nào thực sự cụ thể để ngăn cản được Arisa Pili. 20 điểm field goal 7-8, rest of team 18 điểm field goal 7-26. Pili ném gần như không trượt, còn đồng đội thì ném trượt rất nhiều. Hai phạt chính xác từ Desa Pili, khoảng cách bây giờ còn 15 thôi. Vẫn cần phải cẩn thận và cần phải có một sự chính xác này. Ui, hôm nay Sun thua Spurs. Hai bên mất bóng từ Gonzaga. Như vậy là có một tình huống lỗi trước. Như vậy là có lỗi trước đến từ Thảo Vy. It wasn't really an intentional out there. I don't think that would have caused stoppage of play. But it was a good defensive play just to stop it. May là ở giải đại học nên là nó chưa tính cái clear pass foul. Vì nếu NBA tình huống vừa rồi là khả năng sẽ ăn một phạt. 4:22 left to go in the third quarter. Here's Young. Có khoảng trống, ném 3. Cú ném 3 Ebon. Nhưng vẫn là nỗ lực rebound tới từ Arisa Pili. Trọng tài thổi lỗi cản người. Và đó là lỗi từ cao thủ Gonzaga. Bây giờ thì sẽ có hai phạt khi mà Utah họ đã có được bonus rồi. Arisa Pili vẫn có một cú rebound khi mà đội mình ném Ebon. Eliza đã phải quay trở lại sân rồi. Vấn đề rebound cũng đang là một chút vấn đề đối với Gonzaga khi mà Eliza ở ngoài. Tiếp tục là những cội gỡ điểm dành cho đội bạn với những quả ném phạt. Quả phạt đầu tiên thành công của Jenna Johnson. Khoảng cách đang dần bị kéo về. Hai phạt chính xác và bây giờ còn 13 điểm thôi. 42-55. Một pha inbound hơi mất tập trung. Rất may là vẫn còn bóng dành cho Gonzaga. Đang có một chút gì đó hơi mất tập trung. Hôm nay Ejim có 10 điểm và 3 lỗi cá nhân rồi. Đưa bóng vào tay của Thảo Mi, một cú run 8-0 từ Utah. Thảo Vy đột phá. Hơi khó, đừng truyền ra cho Hyman. Đây là Mi đưa ra cho Vy. Vy cắt đá sút 3. Lần này thì không thành công. Mất field goal 100% từ ngoài vạch 3 rồi. Khoảng cách là 13 điểm, vẫn cần phải cẩn trọng. 3 phút 39 giây. Pili đột phá vào trong. Hai bên phòng ngự thành công. Nhưng vẫn là bóng ra với tình huống rebound từ Esa Pili. Daisha Young vượt qua rồi. Lay up có 2 điểm dành cho Daisha Young. Khoảng cách còn 11 điểm rồi. Một cú run 10-0. Cú run 10-0 từ Utah. 3 phút 12 giây cơ. Hiệp 3 này vẫn còn rất nhiều thời gian. Eliza đưa cho Mi. Thảo Mi đột phá. Lay up bị phạm lỗi và sẽ là hai phạt dành cho Thảo Mi. Tình huống xòe hơi đau đến từ Thảo Mi. Không sao, đem về hai phạt.
Vấn đề lớn nhất mà Gonzaga sang phải đối mặt vẫn chỉ là Adisa Pioli mà thôi. Một pha thành công của My. Mười hai point per game tonight là 16 điểm, hai phạt gọn gàng, số phạt vẫn đang là 100%. 57-44 khoảng cách là 13. Hiệp ba này còn 3 phút. Đẹp nào. Tiếng ủ rất khỏe. Sau đó thì lay up, không có điểm. Bóng trở lại với Maxwell. Thảo Vy. Thảo Vy cầm bóng lên, được chuyền ra cho My. My cắt and shoot 3. 3 điểm, không được ghi. Quá đen. Rất đen trong cú ném vừa rồi của My. Bóng trắng trên vòng rổ. Hai lượt sau đó thì rơi ra ngoài. Rất đáng tiếc. Suýt nữa thì có một cú hit check thành công. Maxwell. Maxwell có screen, ném trung bình. Hai điểm tính dành cho Maxwell. Chỉ cần có khoảng trống thôi Maxwell sẽ ném được. Nhưng cơ bản hôm nay gần như là không có. Maxwell field goal 3/4, 7 điểm. Khoảng cách 15, 59-44. Anissa Pili. Có khoảng trống cho một quả ném 3 điểm. Không thành công nhưng mất rebound. Sau đó thì lên 2 điểm dành cho cầu thủ ma số 34. Đó là Daisha Young. 59-46. Có time out từ Gonzaga. Đang bị out rebound hơi nhiều ở quý 3 này đến từ Gonzaga. Và đó là điều khiến cho họ đang bị gỡ điểm. Squid 16 và Elite 8 sẽ được diễn ra từ ngày thứ 6, mùng 1 tháng 4. 59-46. Final foul là ngày 5. Chỉ cần thắng 3 trận nữa thôi là vào được chung kết thôi. Chỉ cần thắng 3 trận nữa thôi. Cố lên, làm được. She's had to, you know, do it at both ends too. She's in a physical battle defensively, and it's. Aisha Pili 22 điểm, 6 rebound, field goal 7-10. There's a good look at McQueen's mom and dad. Mom Melanie played for the great Elaine Elliott at Utah back in the day. And McQueen is their only other scorer in double figures. Thảo Vy quay lại với hiệp đấu thứ 3, 1:45. Eliza Kadesu 3, 3 điểm tính dành cho Eliza. Hôm nay hiệu suất ném của Eliza cũng đang là rất tuyệt vời. 62-46. Ném gần như là không trượt từ Eliza. Hiệu suất 3 của Eliza cũng là 3/4. Nghe bác nói chiêu thật dễ mà. Cũng có 2 điểm được ghi dành cho Utah. 62-48. Có cách 14 điểm. Thảo My. Maxwell. Maxwell cut and shoot 3. Không được rồi. Nhưng rebound dành cho Hyman. Thảo My. Vy xin bóng. Đang gọi bài từ Thảo Vy. Hỗ trợ từ Hyman. Có screen. Một phá vào trong. Đưa ra cho Eliza. Còn 9 giây. Vẫn là Maxwell. Maxwell bị hai người kèm. Đường truyền vào trong. Luân bóng rất tốt nhưng chưa có điểm. Có rebound. Nhưng sau đó thì đội bạn đã phòng ngự thành công. Bóng trở lại với Utah. Cách đang là 14 điểm, đẹp nào. Còn 36 giây. Thời gian tấn công của Utah là 20 giây. Một phá vào trong, kích bóng ra ngoài, khoảng trống ném 3 điểm, không thành công. Rebound dành cho Hyman. Trọng tài xác định là một loose ball foul. Loose ball foul đến từ các cầu thủ bên phía Utah thì phải. Great kick out passes to wide open threes, and they just haven't dropped for her teammates. Sẽ là hai phạt luôn. Khi mà Gonzaga cũng đã có bonus, hai phạt dành cho Hyman. Lỗi vừa rồi được tính cho Ines Vieira. Hai quả ném phạt dành cho Gonzaga. Young picking up that foul. Phạt MU lạc quan ấy, phải tinh thần, nó phải thoải mái, nó phải lạc quan ấy, nó mới thành hiện thực được.
đơn giản là 3 trận thắng nữa thôi. Chức vô địch gần lắm rồi. They get a breather here for Maxwell for the end of the quarter too. Get her the extra minute. Ui, một phạt hỏng của Hyman. Không sao. You're looking at her at the free throw line. Junior out of the Netherlands. Loose ball foul, tức là lỗi trong những tình huống kiểu nhảy tranh bóng như vừa rồi. Didn't play there as she was injured, found a home in Spokane. Trượt cả hai phạt đến từ Hyman. Bình thường Hyman ném phạt cũng tốt lắm mà. Sau này lại trượt cả hai nhỉ. Có 15 giây tấn công dành cho Utah. Sapili ném 3. Bóng trắng rổ ra ngoài. Rebound dành cho V. 3 giây. Thôi bỏ thì hôm nay cũng được. Như vậy là hết giờ. Khép lại quý 3, khoảng cách là 14 điểm dành cho Gonzaga. Khoảng cách là 14 điểm trước khi bước vào quý 4. 14 điểm. Một lợi thế không nhỏ cho Gonzaga trước khi bước vào hiệp đấu cuối cùng. Well, when Yvonne Ejim picked up her third foul, it was a 19-point game. Now it's down to 14. Hôm nay thì Mi và Vi đang dẫn đầu số điểm ghi được của các cầu thủ bên phía Gonzaga. Còn đây là số điểm của bên phía Utah với 22 điểm của Anisapeli. Ngoài ra thì Kennedy McQueen cũng đang có 10 điểm. Rồi, chúng ta bước vào hiệp 4. Bóng dành cho các cầu thủ bên phía Utah. Điểm danh thêm một lần nữa nào. Điểm danh số 25 một lần nữa. Chúng ta bước vào hiệp 4, hiệp đấu cuối cùng, hiệp đấu quyết định của trận đấu này. Hai đội đang có số turnover ngang nhau. Anisapeli triple team luôn nhưng vẫn không thể cản được Anisapeli ghi 2 điểm. 62-50. Khoảng cách còn 12 điểm. Ezelito đưa cho Eliza. Thảo Vy được truyền vào trong cho Ejim. 2 điểm rất đơn giản và được truyền cực kỳ điệu nghệ đến từ Thảo Vy. 64-50. She'd get you 20 points a game, sitting for a little bit in foul trouble. She's had a lot of help from her friends. Peely. Nice up, Peely. Có screen của Peely này. Được truyền vào trong. Vẫn đang là bóng của cao thủ Utah. 7 giây. Quyết định lùi lại của Vieira. Vieira deep 3. Không có 3 điểm của Vieira. Bóng trở lại với các cầu thủ Gonzaga. Đây là Thảo Vy. Không phải Thảo Vy. Nhầm. Eliza. Đây mới là Mi. Ezelito. Eliza đưa bóng ra góc không. Quả ném 3 điểm. Thành công không? Không được rồi. Bóng đập rổ đi ra ngoài. Cú ném hỏng của Thảo Vy. Không sao. Như vậy là lỗi chạy bước. Lỗi chạy bước của các cầu thủ bên phía Utah ra. À nhầm, Utah. Không phải ra. Chết rồi, lú rồi. Căng thẳng quá, lú rồi. Căng thẳng quá. Lú, lú, lú. Nãy giờ nói nhầm suốt à. Thảo Vy. Đường truyền của Vy đã không thành công rồi. Quả ném deep 3. Không có 3 điểm được ghi dành cho Anisapeli. Nhưng mất rebound, bóng vẫn trở lại. Lần thử tiếp theo của Peely vẫn trượt. Rebound lần này dành cho Ejim. Rebound nhìn khổ thế. Ezelito đưa cho Ejim. Maxwell. Maxwell đột phá. Pull up ném trung bình và hai phạt. Hai phạt. Hai phạt cho Maxwell. Tình huống pull up rất nhanh và câu được về một con tôm. Tôm mang đêm Dai Sajang với lỗi khiến cho Maxwell sẽ có hai quả ném phạt. Đúng rồi bác, Texas là seed 1 luôn. Maxwell này field goal 3 năm, 4 rebound và 7 điểm. Một phạt thành công. Maxwell
inching ever closer to becoming the fifth starter in double figures for Gonzaga. Hai pha chính xác của Maxwell. 66-50. They're just as consistent as can be. Cú sút phạt này của Gonzaga là 81, còn Utah là 77. Rồi có một tiếng phạm lỗi của Thảo Vy. Lỗi đồng đội thứ hai, à lỗi cá nhân thứ hai của Thảo Vy, chưa phải là vấn đề. Nhưng Vy cũng sẽ tạm thời ra nghỉ, cười rất tươi. Không sao, không sao. Vẫn đang rất là hớn hở đến từ Thảo Vy. Không có vấn đề gì cả. Vy trở lại sân, đột phá vào trong lấy hai điểm rất nhanh. Đó là tiếng ghi điểm của Mark Quinn. 66-52, khoảng cách vẫn đang là 14 điểm. For her sister Kaylin. Remember, Egypt has a little. Here's Hollingsworth. Thảo Vy đưa bóng cho Egypt vào trong. Egypt lấy hai điểm không thành công nhưng sẽ là hai quả ném phạt. Hai phạt cho Egypt với lỗi của các cầu thủ bên phía Utah, có lẽ là lỗi của Alyssa Pili. Egypt was not on the ball side of the basket. They got her on the back side. Ba lỗi cá nhân. 24 điểm của Alyssa Pili. So here's Ejim. She's got the 12 points. Một phạt hỏng của And just to remind you, Gonzaga, the last mid-major to remain alive in this NCAA Women's Championship tournament. Phạt hai chính xác. Ném hai được một. Khoảng cách bây giờ là 15 điểm. NCAA tournament. They're no stranger to advancing. They're showing you why. Mark Quinn. Chuyền vào trong. Có khoảng trống ở ngoài vạch ba. Ba điểm tính. Utah cũng đang có dấu hiệu trở lại với tình huống ném 3 điểm vừa rồi. Khoảng cách còn 12 điểm, 55-67. E-Dream, đúng là một trận đấu mà hai đội đang chơi 3-point contest. Eliza, trọng tài xác định là lỗi cản người. Lỗi cản người vào bóng dành cho Gonzaga. And then as Ejim helps. Theo thông tin mới nhất thì Mivy có xác định thi đấu chuyên nghiệp nha, nhưng mà là thi đấu ở nước ngoài, không phải là ở Mẽo. Bóng biên dành cho Gonzaga. Jenna Johnson cũng đã có 3 lỗi cá nhân. Có vẻ như trọng tài sẽ có một tiếng review chăng? Hay là sao? Under 7 minutes to go here in Spokane, Gonzaga leading Utah by 12. While we were at the break, the officials took a look at that last foul call. They're still visiting with both coaches. Great time to bring in rules analyst Lisa Mattingly. What do you got, Lisa? Đội kèn trống đã bắt đầu lên nhạc rồi. Hình như là có review của này hay sao ấy. Còn này thì như là lỗi tấn công của Eliza. Còn này nếu bắt lỗi tấn công thì có lẽ cũng không thể ấy được, không thể nào chữa được. Không biết là trọng tài sẽ quyết định thế nào thì hôm nay đây. I concur. That was exactly the way it should have been called. And that's what they're gonna go line up for right now. This could be a pivotal moment in this game, Mike. Yes. Có vẻ như là sau khi review lại thì tình huống vừa rồi là lỗi của Eliza. Và thậm chí đó là một fragrant foul. Một pha tành công. Unnecessary contact và hai quả ném phạt cộng một tình huống kiểm soát bóng biên dành cho Utah. Đó là một tình huống fragrant foul thuộc thổi dành cho Eliza. Khoảng cách bây giờ còn 10 điểm thôi. Rất căng. McQueen. Được chuyền ra dành cho Alyssa Pili. Theo kèm đang là Thảo Vy. Pili ở trong. Phòng ngự rất nỗ lực rồi nhưng vẫn là 2 điểm của Alyssa Pili. Quá khó để ngăn cản. Khoảng cách còn 8 thôi. Run 9-1 từ các cầu thủ bên phía Utah. Căng rồi. Thảo Vy không có lỗi. Eliza ném 3. Không có 3 điểm được ghi. Trọng tài xác định là có loose ball foul.
và sẽ là bóng lên dành cho cao thủ bên phía Utah. Đang có những tín hiệu không thực sự ổn cho lắm. Thảo Vi đã quay trở lại sân. Càng ngồi càng ngồi. 6 phút 10 giây. Khoảng cách đang là 8 điểm thôi. Bây giờ thì Gonzaga cần bầu không khí của The Keno trở lại. Anissa Pili ném trung bình, không thành công. Rebound dành cho Izim. Bóng trở lại với tay của Mi. Đánh chậm thôi, không cần phải vội nào. Thảo Vi đưa lại cho Izim. Eliza. Tiếp tục là Thảo Vi. Vẫn đang theo kèm rất rát, còn 7 giây thôi. 5 giây. Đột phá vào trong từ Izim, lay up tay trái không có điểm và đó là shot clock violation. Bóng đã không chạm vành bạ vành rổ. Số 22 là Brina Maxwell. 5 phút rưỡi và điểm số vẫn đang là rất căng. Sự sôi động của Zekeno đang trở lại. Thủ thay, một block của Eliza dành cho tình huống lên rổ vừa rồi của Anissa Pili. Lay up hơi khó dành cho Izim. Hơi bị quá lực với đường chuyền vừa rồi. Đường chuyền vào trong, vẫn tiếp tục là Pili. Hai điểm nữa dành cho Anissa Pili và khoảng cách bây giờ còn 6 điểm. Quá khó, 30 điểm của Anissa Pili. Field goal là 10-18. Và time out tới từ Gonzaga rồi. 67-61, khoảng cách còn 6 điểm thôi. Quá khỏe và xoay sở, quá linh hoạt đến từ tình huống xoay sở vừa rồi của Anissa Pili. Quả này may trọng tài còn không bắt lỗi. Quả này nếu bắt lỗi N1 thì cũng không có cãi được. 2160 carrier point, đứng thứ 16 all time ở Pac-12. Hôm nay 30 điểm, field goal 10-18, 7 rebound. Thời gian vẫn còn tận 4 phút 41 giây. Ivan Ejim, two low post touches, and they got two buckets. And now they've got her on the perimeter the last couple possessions, swinging the ball. She's got to go back at somebody inside again. Pili has 30. Chắc bóng nào. Thảo Vi. Eliza. Đưa lại cho Vi. Maxwell kèm vẫn rất rát từ đối phương. Maxwell ném khó. Không có hai điểm được ghi rồi. Bóng trở lại với Utah. Đội gỡ điểm tiếp tục tới với đội bóng đen. Run 11-1 trong khoảng 3 phút vừa qua. Anissa Pili. Đẹp nào. Và đang nỗ lực đánh vào trong. Một cú floater không có điểm. Trọng tài xác định là bóng xuống dành cho cầu thủ Utah. Very fortunate hustle play by Kaylee Trong to knock that out, because that was going to be an offensive rebound by Alyssa Pili if she hadn't touched that. The closest Utah has been since the second quarter when it was 35-29. Chuyền ra vị trí góc chính diện, ném 3 điểm không thành công. Rebound cho Eliza. Ok. Chậm nào. 3 phút 50 giây. Thảo Vi. Đưa lại cho Mi. Mi đột phá vào trong, vẫn đang là Mi. Cú lay up khó, không có điểm nhưng sẽ là tình huống phạm lỗi. Tình huống phạm lỗi và có lẽ sẽ là ném phạt. Sẽ có ném phạt dành cho Gonzaga. Hình như là lỗi với Mi. Lỗi rồi, sẽ có hai quả ném phạt. Những quả ném phạt bây giờ cũng rất quan trọng đối với Gonzaga. Hiệu suất ném phạt 80% ở mùa giải năm nay. Hôm nay đang là 4-4. Một pha thành công.
from the line, and man, that's critical here in stretch run time. Này Mi đang có được đến lúc này là 18 điểm. Phạt hai thì không thành công mất rồi. Ném hai được một, khoảng cách đang là 9, đang là 7 thôi. 68-61. 3 phút 30 giây, tiếp tục phải phòng ngự thôi. Đưa bóng ra góc 45 độ, đột phá vào trong, một vị trí theo kèm của Thảo My. Phòng ngự tốt từ My. My phòng ngự rất rát. Vừa rồi là một tiếng theo kèm double team ngay từ sân nhà. Đến từ cả Issa Pili cũng như là Mark Quinn. Nhưng vẫn giữ được lại bóng biên dành cho Gonzaga. Pha phòng ngự cực kỳ hustle đến từ Thảo My. Bóng trở lại với Gonzaga. Thảo My. Eliza đưa bóng vào trong. Theo kèm có lỗi. Lỗi cá nhân thứ tư của Issa Pili. Gonzaga đã có bonus và thêm hai phạt dành cho Ejim. Lỗi cá nhân thứ tư. Healy's gonna have to be very careful because obviously she's the one Utah's gonna look to. Mùa giải với 81% hiệu suất phạt từ Ejim. Một phạt thành công. Ejim, the senior out of Canada, who announced in front of a packed house back in February that she is coming back next year. Place went bananas. Hai phạt gọn gàng từ Ejim, khoảng cách được nới thành con số 9. 70-61, thời gian còn 3 phút. Các khán đài của The Kennel đại bùng nổ trở lại rồi. Đang có foul trouble của Philly và Johnson. Vieira được truyền ra góc không độ. Đột phá vào trong, Maxwell đang theo kèm. Reverse không có điểm và rebound cho Ejim. Dãy dụa rất cố gắng mà bóng trở lại với Gonzaga. Thảo My thoát được trap. Vẫn đang là Vi. Vi qua người. Vẫn là Thảo My. Lay up. Phạm lỗi. Và hai quả ném phạt dành cho Thảo My. Một tình huống thoát trap rất tốt từ Gonzaga. Phòng ngự rất tốt từ Maxwell. Rebound và dãy dụa cực kỳ mạnh mẽ từ Ejim. Trước vòng vây của hai cầu thủ bên phía Utah. Hai phạt cho Vi. Một phạt thành công của Vi. Điểm số thứ 13. And you do not want to put Gonzaga on the free throw line. They are basically an 80% free throw shooting team. Hai phạt gọn gàng và điểm số thứ 14 của Thảo My. 72-61. Bây giờ thì huấn luyện viên của Utah lại tái rồi. Tái mét rồi. Khoảng cách là 11 điểm, 2 phút 23 giây. Ném trung bình. Tiếp tục không có điểm và rebound dành cho Ejim. Bóng đưa lại cho Thảo My. Đưa cho Vi. 2 phút 10 giây. Chậm thôi. Ejim. Eliza. Không được gì phải vội cả. Thảo My đưa lại cho Ejim. Luân bóng tốt. Thảo My có khoảng trống. Không cần ném. Đường chuyền vào trong cho Ejim. Ejim lay up. Không có điểm. Có rebound và 2 điểm dành cho Ejim. Ok. 14 cú double-double ở một giải hôm nay từ Gonzaga. À quên nhầm, từ Ejim. Như vậy là có timeout. Timeout từ Utah, khoảng cách là 13 điểm, 1 phút 42 giây. Ok rồi, mọi thứ đã ổn áp trở lại. Sold out, full house, jam-packed. 17 điểm, 12 rebound từ Ejim. Đường truyền của Eliza là rất hay khi mà Ejim đã có một tình huống loại bỏ được pha theo kèm từ Alisa Pili. Số 4 vỗ tay cũng xinh. Đây là point per game this season của Gonzaga. Ejim 20+, Rina Maxwell 14.4, Thảo My Thảo Vi lần lượt là 12 và 11.5, Eliza 10.3, Destiny Burton 2.6. And they talked about how much they were playing for each other, that it was be special to play on their home court. They wanted that top four seed. Hơi gung một tí nhưng mà vẫn cứ là ổn.
kind of a going away present for the seniors, to themselves and to the fans, because this group has played together and done so many special things, and now they're a minute 42 away from going to the Sweet 16. And that's, when you start your season and you think about that, that's one of the big goals right on your list. You check it off, you know, win your conference regular season, get to the NCAA tournament, and the next one that you check the boxes, we're going to the Sweet 16. That's what they're playing for the next minute 42. Gonzaga will play anybody, anywhere, anytime. Một phút 42 giây cuối của trận đấu này. Bóng dành cho Utah. Cơ hội không còn nhiều với đội bóng áo đen. Một tình huống hơi trơn. Lia trước bát tanh. Có lỗi. Tiếng phạm lỗi của Vi. Tỏ ra khá bất mãn với quyết định thổi lỗi vừa rồi của trọng tài. Nhưng như vậy là vẫn chưa đủ lỗi đồng đội. Vẫn chỉ là bóng biên dành cho Utah thôi. I don't think Trung Luck liked the foul, but it ended up working out okay. Kaylin with her third. Team's four. 30 left to go. The lead is 13 for Gonzaga. Một phút 30 giây. Ném trung bình. Không có điểm. Rebound cho E-Dream. Rebound thứ 13. Bóng trở lại tay của Thảo Vy. Một phút 18 giây, an toàn rồi. 13 rebound, 16 điểm từ E-Dream. Một cuộc trận nhòe. Maxwell. Được chuyền vào trong cho Eliza. Thảo My. Kick bóng ra ngoài khoảng trống. Cắt đến shoot 3. Không được, không sao. Thời gian bây giờ mới là thứ quan trọng. 55 giây, 13 điểm, gỡ hộ. Gỡ hộ cái. Gỡ đi. Gỡ làm sao được. 42 giây. Rồi, 2 điểm dành cho Issa Pili. Time out từ Gonzaga không? Có. Time out cái cho cẩn thận. Khoảng cách 11 điểm 38 giây. Gỡ hộ. Khoảng cách này Golden State Warrior cũng không thua được. Nói gì đến Gonzaga. Chúng ta sẽ gặp Texas ở vòng đấu tiếp theo tại Sweet 16. Càng đấy. Trận này cũng càng. Hơi sương. Không phải hơi mà là rất sương. Đội kèn trống vẫn đang rất nhiệt tình để tạo nên những bản hùng ca tại The Kennel. Bóng biên. Thảo My. Còn 26 giây tấn công và 32 giây trên shot clock. À nhầm, trên game clock. Eliza. Maxwell. I think they've conceded. Yeah, this game's over. Thảo My. Eliza, trái với gì phải vội cả. Lỗi đi. Không lỗi à? Lỗi thôi. Không lỗi thì không chuyền. 4 giây. Một quả ném khó. Bị phạm lỗi này. 3 quả ném phạt dành cho Thảo My. 3 quả ném phạt dành cho Thảo My luôn. Đấy, lỗi đi. Cứ lỗi đi. 3 quả ném phạt dành cho Trương Thảo My. Ba quả phạt để khép lại trận đấu. Ăn mừng rồi. Lyle Connor, Ezalito vào sân và make some noise từ các cầu thủ của Gonzaga tại The Kennel. Ngày thi đấu tuyệt vời của dàn starter. Một pha thành công. Đánh với Texas thì là mùng 1 tháng 4. Hôm nay thì bố mẹ của Mimi lên sóng khá nhiều. Hai phạt gọn gàng. Làm ba phạt gọn gàng luôn nào. 21 điểm rồi. À không, đang 20. Bây giờ là 21 này. 21 điểm dành cho Thảo My. 21 điểm. Cùng với đó là 7 rebound. 6 giây, cố làm gì nữa. Anissa Pili làm một quả 3 điểm thành công. Ôi, trừ 11.5 đi rồi. Trừ 11.5 đi rồi. Vẫn có thêm một quả 3 điểm của Aisa Pili nhưng chả có một cái tác dụng gì cả. 35 điểm của Pili nhưng chiến thắng. Và Gonzaga có mặt ở Sweet 16. 77-66.
Alisson Pili đã khóc. Khóc là đúng thôi. Khi mà một mình Pili không thể làm gì khi mà các đội không thể hỗ trợ được. Một mình Pili gồng gánh. 66 điểm của Utah thì có 35 điểm của Alisson Pili. Khóc là đúng rồi. Còn với các cầu thủ Gonzaga, họ sẽ có mặt ở Sweet 16 lần đầu tiên kể từ năm 2015. Một ngày thi đấu tuyệt vời của dàn starter bên phía Gonzaga. Ijim double double 17 điểm, 13 rebound. Eliza 13 điểm, 3 quả 3. Maxwell 9 điểm trong một ngày bị theo kèm quá rát. Thảo Vy có 14 điểm, 4 quả 3, 5 kiến tạo và 2 rebound. Còn Thảo My có 21 điểm, dẫn đầu sẽ ghi điểm. Cùng với đó là 7 rebound, 2 kiến tạo và cũng là 3 quả đá 3 thành công. Hiệu suất 3 của Gonzaga là 54,5% với 12 lần ném thành công sau 22 lần ra tay. Đúng là một trận đấu mà Gonzaga phải đấu với Pili chứ không phải là đấu với Utah. Xin chia buồn với anh em đâm -1, -11.5. Đây sẽ là lịch thi đấu của Sweet 16. South Carolina gặp Indiana, Notre Dame gặp Oregon ST, Texas gặp Gonzaga và Stanford gặp ai đó quên rồi. Niềm vui và ăn mừng tại The Keno trước khi họ sẽ phải có chuyến làm khách, chính xác hơn là một chuyến du đấu ở Sweet 16. Không khí tuyệt vời ở The Keno. Ăn mừng rất cháy. Đây là như là gia đình của cô Lisa. The effort and force that Ivani Egypt plays with is great. I mean, she can outrun guards. She works relentlessly at both ends. Như vậy là buổi tương thức trực tiếp trận đấu tại round 2 NCAA March Madness giữa Gonzaga và Utah đến đây là khép lại. Cảm ơn tất cả mọi người đồng hành theo dõi cùng mình trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại mọi người ở Sweet 16. Bye bye. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mình vẫn sẽ để đường link live ở đây để xem nốt những thời khắc.